Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Ngọc Sơn hiện tặng căn biệt thự 400 tỷ đồng. Sau khi qua đời, ca sĩ Ngọc Sơn gây bất ngờ khi quyết định dành tặng căn biệt thự 400 tỷ đồng tại trung tâm thành phố cho dòng họ Lan Từ Đường sau khi qua đời. Mới đây, thông tin ca sĩ Ngọc Sơn tặng căn biệt thự 400 tỷ đồng cho Từ Đường dòng họ nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi bất ngờ khi quyết định của giọng ca sinh năm 1968. Căn biệt thự này được Ngọc Sơn đặt tên là Thiên Nhân Kỳ, tọa lạc tại Mặt Tiền, đường Sương Nguyệt Ảnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Gây ấn tượng với lối kiến trúc sư. Bên ngoài nhìn vào, nhiều người không khỏi choáng ngợp trước độ hoành tráng. Ngọc Sơn bố trí những bức phù điêu răn dạy phận làm con trong không gian sống của mình. Nữ ca sĩ biết xem bản thân nơi đây không phải là căn nhà bình thường, mà lột tác phẩm nghệ thuật đây cũng là thành quả cho thời gian, nỗ lực trong nhà của Ngọc Sơn. Vốn là người đam mê đồ gỗ, ngay trong phòng khách, Ngọc Sơn để một bộ bàn ghế đồ gỗ quý bên trong đó. Xung quanh căn nhà được nam ca sĩ trưng bày những bức ảnh cũ từ phòng khách đến phòng riêng. Đây là những khoảnh khắc ghi lại thời hoàng kim của giọng ca 6X. Trong chương trình Gõ Cửa Nhà Sao, khi chia sẻ về cơ ngơi của mình, Ngọc Sơn cho biết xây dựng căn biệt thự 3 năm. Tuy nhiên, nam ca sĩ cũng bí mật một thời gian dài để chứng kiến không gian sống của mình thành tác phẩm nghệ thuật như mong muốn. Ngọc Sơn kể kỷ niệm 1997 khi đi ngang qua căn biệt thự. Khi nghe người bật nhạc của mình, điều đó khiến nam ca sĩ không khỏi xúc động. Căn nhà của Ngọc Sơn có không gian rộng rãi, nhiều phòng chức năng để anh có thể chơi bóng bàn, tập thể hình tại gia. Ngọc Sơn nói ngoài viết nhạc, sáng tác thời gian rảnh, thường đến chơi thể thao, rèn luyện sức khỏe, phục vụ cho khán giả. Ngọc Sơn cũng dành một góc nhỏ căn nhà để trang trí những giải thưởng, những bức ảnh từ lúc bé, trong đó đáng chú ý là chiếc xe đạp, được xem là kỷ vật, gắn liền với thời cơ hàn của giọng ca Đêm Cuối. Trước này tôi mang lên thành phố từ năm 1987 để đi học. Tôi cũng đạp xe một thời, đi hát khắp nơi rồi mới mua xe đò và đón gia đình lên, Ngọc Sơn kể. Ngọc Sơn còn bố trí căn phòng để phục vụ cho công việc nghệ thuật. Cách đây 2 năm, nam nghệ sĩ quyết định dựng một sân khấu với khung cảnh âm thanh ánh sáng chuyên nghiệp ngay trong căn biệt thự 400 tỷ đồng của mình. Chia sẻ với Thanh Niên, Ngọc Sơn cho biết, khi không còn bố mẹ, nam ca sĩ toàn tâm toàn ý cho hoạt động nghệ thuật, cống hiến cho xã hội. Nam ca sĩ quyết định hiến sắc cho y học, biệt thự thì tạo làm Từ Đường dòng họ. Bản thân nam danh ca không có những mưu cầu cá nhân mà chỉ muốn lan tỏa tích cực, giúp đỡ nhiều người khác. Ngọc Sơn nói thêm, tôi sống là kiếp tầm nhà tơ, vẫn còn rất khỏe và rất sung. Con của tôi là những đứa con tinh thần, là tác phẩm âm nhạc. Tôi nghĩ dòng họ nào cũng là con một nhà, cũng là con rồng cháu tiên của dân tộc Việt Nam, tôi luôn giữ hình ảnh và cố gắng đóng góp để người ta kính nể Việt Nam hơn. Để tất cả các con em sau này khi nhắc đến Ngọc Sơn là biết đến sự hiếu thảo, đó là điều tuyệt vọng nhất của tôi, truyền cho những người sau này. Ca sĩ Ngọc Sơn gần 30 năm đi hát, ở tuổi 53, sức hút của ông Hoàng Nhạc Sến vẫn không giảm sút mà còn ngày càng tăng cao, chiếm giữ một vị trí vững chắc trong lòng khán giả. Bằng chứng là trong các show diễn có sự tham gia của giọng ca Tình Cha nhưng vẫn luôn chật kín khán giả. Một bầu show miền Bắc của chúng tôi cho biết Ngọc Sơn nhận về từ 200 đến 300 triệu đồng. Cho một show diễn, đây được xem là mức cát xê rất khủng so với các sao hạng A hiện tại. Ngọc Sơn sống trong căn biệt thự 1.000 tỷ ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Căn biệt thự này nam danh ca còn mua thêm một căn nhà 100m² vào năm 2017 tại khu đô thị xa hoa giàu có bậc nhất Hà Nội để tiệc ăn, sinh hoạt mỗi ngày khi anh đi diễn. Năm 2000, Ngọc Sơn từng gây sốc khi đầu tư 1.000 cây vàng để tự đúc tượng mình rồi đặt trước cửa nhà. Tuy nhiên sau khi mẹ ruột qua đời, Ngọc Sơn bất ngờ tiết lộ tài sản của anh đã cạn sạch. Theo đó, lúc mẹ còn sống, nam danh ca đã giao hết nhà cửa, tiền bạc, thẻ ngân hàng cho mẹ đứng tên và giữ giùm. Lúc mẹ tôi bệnh nặng, tôi đã dốc hết tiền để cứu bà. Tiêu cho mẹ không cần kỳ khổ, mẹ khỏe là được, dù bán cạn gia tài, bỏ hết sự nghiệp, mà cứu mẹ là một sự hạnh phúc rồi. Sau mẹ vẫn không qua khỏi, hiện tôi đã cạn sạch tài sản. Tôi nghĩ, ai cũng nghĩ tôi giàu có lắm, nhưng lúc tôi mở két sắt ra không còn đồng nào, nhà cũng bị cắt tiền vì chưa thanh toán hóa đơn. Tôi đành phải bỏ qua cuộc đời để dành cho mẹ làm từ thiện, không để lại đồng nào cho bản thân. Ngọc Sơn trải lòng.
Khi chứng kiến hoàn cảnh của Ngọc Sơn, nhiều học trò ngỏ ý chăm lo, gửi tiền để giúp đỡ nhưng nam ca sĩ từ chối. Anh cho hay, dù hiện tại tài chính đã cạn nhưng cuộc sống vật chất không được anh coi trọng, anh chỉ cần ăn cháo rau qua ngày là đủ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.